Xin chào cả nhà, chào ông bà, cô dì chú anh chị nha. Hai vợ chồng Khánh mới được chúc mừng sinh nhật. Các bạn nhân viên chúc mừng sinh nhật rất là bất ngờ và rất là dễ thương. Đó, mình chăm đi. Mấy chị hát đi kìa. Trời ơi. Cây nến kìa. Cây hát vô. Cây nến kìa. Từ từ. Ai út rồi? Kiều vừa đi, bây giờ hỏi cái gì rồi. Trời ơi. Thôi cũng đè anh chị nhắm mắt lại. Nhớ bỏ đi kìa. Bộ ấm mặt quay kia đi. Quay qua kia đi. Tại sao cái khúc này mà ấm mặt ra kia. Rồi mặt qua kia nha. Rồi anh quay mặt qua kia đi. Đó anh chị ơi, bất ngờ nè. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Còn bây giờ đây qua quay cho cả nhà mình xem. Đây đi. Anh đang quay vlog. Mày vlog hả? Ừ. Cảm nhận sao em thương? Dạ. Em thương cảm mận sao? Cảm mận là cảm gì? Cảm nhận. Em cảm nhận em rất là hạnh phúc. Ừ. Đó. Hôm nay thương vừa được chúc mừng sinh nhật. Lần đầu tiên em được các bạn chúc mừng sinh nhật em. Lần đầu tiên đó năm ngoái được không? Có đúng không ta? Đúng rồi, được chứ. Trời ơi, không nhớ. Có. Bất ngờ quá không nhớ. Không, năm ngoái các bạn quên sinh nhật em. Trời, phút này về ghét nhạc buồn rồi này. Về ghét nhạc buồn cho. Đây, cho mọi người xem chiếc bánh của các bạn mua sinh nhật của Thương. Đây, các bạn đây rất là dễ thương nha. Mấy người hỏi rõ được em không? Thấy không? Chứ em nhỏ này. Cả một buổi sáng hả? Wow. Vậy là sáng giờ là không có chốt đơn mà đi chốt tìm bánh kem. Không, cái này không sao, cái này ok. Đây là bánh kem dành cho vợ chồng xét khám Thương đây. Là Khánh với Thương thì sinh nhật chung tháng. Thương là 16 tháng 8, Khánh là 19 tháng 8. Chúc mừng sinh nhật sớm. Tính ra là em anh khách anh bánh sinh nhật của em. Chúc mừng sếp sinh nhật vui vẻ hào tràn tuyệt vời. Rồi. Bắt đầu. Đây các bạn nói là các bạn là đây nè. Đây nhỏ đó là các bạn này. Còn mình đâu? Còn mình có thể là đây nè. Em đặt hai cái hình nữa nhưng mà người ta làm không kịp. Phía bếp cái shop bánh kem này nha. Các bạn làm rất là công kỹ, quần qua quần lại mà mọi người lại không làm hành hai cái hình cho các bạn nha. Bạn chưa hài lòng lắm. Rồi thì cảm ơn mọi người, cảm ơn các bạn. Cảm ơn đã dành tình cảm cho hai vợ chồng anh chị. Cảm ơn chị Thơm với bạn nha. Cảm ơn. Luôn ăn nữa nhé. Cảm ơn Hoa nữa, Hoa không đeo khẩu đây. Cảm ơn luôn, cảm ơn cả nhà. Đứt ngay mà. Rồi. Ok, bây giờ mình ăn bánh kem này ha. Rồi, chụp tấm hình này. Rồi. Phương là báo lớn tìm. Như là cắt bánh kem phun thế. Ăn sao? Ăn chưa? Đó. Rồi. Đâu? Đây hả? Đúng không? Đúng nha. Luôn nói vô chứng kiến mà nè. Rồi. Mày nha. Rồi mọi người vỗ tay luôn. Hả? Rồi mọi người lấy đĩa nào. Đây. Mày nói. Cho tao nào lấy chứ. Thì chị Thơm. Mời cả nhà mình ăn bánh kem cùng vợ chồng Khánh Thương. Nhân dịp sinh nhật tròn 18 tuổi tháng 10 của Thương. Ủa? Anh nói sai gì à? 18 tuổi cộng 10. Ừ đúng rồi. 18 tuổi cộng 10. Đúng rồi. Đúng rồi. Này, dạ làm. Dạ làm. Lấy cái em một ít thôi chị. Một ít là một ít gì? Nửa cái được rồi. Thì thôi. Có rồi đây. Mắt em có chị kêu ăn đi. Đây, đúng rồi. Rồi, đúng sầm mật. Anh đi lọc lá cho sếp coi em dưới tới chiều á. Lọc lá cho đứa. Ôi đâu rồi, đâu rồi. Ngon lắm á. Bánh kem nó có cái cây này nè em. Ai mà em biết em
nhiều người họ chơi giải thôi luôn ập cái bánh kem á, đặt bánh kem xong rồi. Ờ, này cái kem nó không có cái coi này nè, không đập vô chán trở lại đập vô nó ơi cái coi nó định hình không. Ôi nhưng mà cái đây cái gì nó chảy nha, ngon ha. Đó là gì đâu, siro ừ. Kiwi chua chua rồi. Chua chua hả? Ờ, này rồi à. Anh rồi của anh đây, rồi anh đâu anh với em dạ ngon lắm. Mới được ăn bánh flan xong rồi giờ được ăn bánh kem đây. Mơ cả nhà mình đã ăn bánh kem sinh nhật của Thương nha. Đấy, sinh nhật của Thương được ăn bánh kem này, ăn trước. Sinh nhật của anh với em. Rồi của anh với em. Của anh với em mới chịu cơ. Rồi. Đấy, mời cả nhà mình nhá. Chúc cả nhà mình buổi chiều vui vẻ nha. Chút nữa Thanh sẽ quay cho mọi người xem tiếp. Đây. Em rất đây chị. Hay là chỉ là dành riêng cho chị Thương rồi. Dạ rồi. Cảm ơn Nam. Cảm ơn anh nha. Là em tặng chị Thương đúng không? Anh có được xài cái không? Anh em không biết là bị xài chung hay xài đâu. Xài chung hay xài đâu còn biết cái gì xài chung. Xài chung cái ngày ghê quá. Rồi, cảm ơn bạn nha. Rồi, em yêu bạn rồi. Cảm ơn chị thích là được. Sáng giờ nhớ nhưng mà tại không nhắn chút. Cố tình để nó tặng quà luôn chút luôn đó. Ai mà cũng cố tình như này thì thích quá nha. Thôi sao chắc mình im lặng á? Chị có khi nào im luôn qua ngày. Yêu luôn. Khui luôn. Ờ người ta tặng quà khui để người ta. Ôi khách cái một là nói là đẹp thế. Anh có được xài ký hay không mà bây giờ mới là phút quan trọng này. Đã ta. Ừ, anh tâm lý thế này mà chưa có người yêu chị cũng quá. Xuất sắc ta. Đã ta. Đã quá luôn. Xem cái gì nào. Xem gì nào. Hồi hộp quá ta. Nến thơm không ạ? Chưa. Nến thơm. Cái thứ liên quan tới mùi thơm. Không là khi tặng này thì anh chị ở nhà đốt lên thư giãn thì sẽ nhớ tới em. À. Nỗi lòng đi ngủ cũng phải nhớ tới anh. Này kinh điển đấy. Nỗi lòng đi ngủ là cũng phải nhớ tới anh nha. Nữa chứ đốt xong mình sẽ đẩy cái hộp nến lên đây này. Còn đây là quay diêm. Quay diêm. Cả quay diêm cả. Sử dụng trong đây là cái gì để chị đọc nhé. Rồi. Dạ em cũng xin lỗi. Em cũng thú thật. Tại sao em chưa kịp ghi? Hồi tối qua em không có ghi viết. Còn cái tới sáng nay em đi mua tìm cái này thì là em quên. Xong em anh chị đi qua đây rồi em không chết rồi giờ. Anh chị qua đây mình không có nào mình ghi được. Nên thôi giờ mình chúc bằng lời nói. Nên là chúc chị thôi, là em dạt vào trong này đúng không? Mới đâu cái hết hết rồi đúng không? Anh chúc chị Thương tuổi mới thì càng ngày càng xinh đẹp. Chắc chắn điều đó lúc nào cũng muốn hết trơn á. Và anh chị lúc nào cũng hạnh phúc. Và đặc biệt là bé Miu lúc nào cũng sẽ xinh gái và dễ thương như là bạn bè của bé luôn. Ôi, cảm ơn anh nhiều. Chúc quá là dễ thương. Rồi, cảm ơn anh nha. Chúc anh vui vẻ, nhiều sức khỏe nè. Dạ rồi, thank you. Công việc ngày càng tốt hơn á. Dạ. Rồi, cảm ơn anh. Dạ. Nên em vui quá cả nhà mình ơi. Vui không? Vui. Sướng là nhìn sáng được qua được nhân viên tặng quà để chúc mừng sinh nhật. Đúng rồi, cũng vui nhưng mà em vui nhiều hơn. À, là sáng là được chồng được con là rồi chúc mừng sinh nhật rồi. Rồi em yêu sáng dậy là mẹ ba nói là chúc mừng sinh mặt mẹ là hung tới tóc luôn. Rồi ba Khánh còn tặng một món quà thiệt là bự nữa. Đó, quà tinh thần yêu thương. Cái này mình bảo em thương thích một cái vòng ấy đỡ mỗi lần mình đi đâu có mặc đồ này kia cho nó khỏi chóng cổ. Mình cũng con gái mà cũng tiểu đà mà. Thế là tặng cho mình một cái vòng tướng đó là chồng quen rồi. Quên cho được trời. Đây là món quà của Khánh tặng cho em Thương. Một cái chiếc vòng. Thích không? Tuy là nó nhỏ nhỏ nhưng mà tinh thần rất là cao. Nà hả? Không, anh nghĩ là cũng không có nhỏ nha em. Trời ơi. Không nhỏ là bao nhiêu? Lấp lánh lấp lánh. À ý là không nhỏ là tại vì nó lấp lánh nên nó không có nhỏ đúng không? Thì em nói rồi nó đâu có nhỏ tại vì nó tinh thần nó rất là cao. Nên nó không có nhỏ chút nào. Vậy là thích không? Thích. Giờ là cổ hết trống rồi không? Cổ hết trống rồi. Gần cái nào? Nhưng mà cũng còn hả? À, còn gì?
túi nó trống. Trống. Trời ơi trời. Ngày sinh nhật của mình là ngày đặc biệt thì em muốn gửi lời cảm ơn mẹ của mình. Ừ. Mẹ của mình là ngày sinh nhật thì mình nghĩ nó là ngày dành cho mình, nhưng mà ngày đó em nghĩ nó là ngày của mẹ, ngày mà mình nói lời cảm ơn ba mẹ của mình. Mình sinh ra đời là ngày đó là mẹ là người vất vả nhất. Vất vả nhất và đau nhất thì đó, mình gửi lời cảm ơn mẹ và chồng của em rồi có la cách em 2 ngày thì ngày 19 em nghĩ chồng của em cũng cần muốn gửi một lời cảm ơn tới mẹ Nhiên, em thì cảm ơn mẹ Liên đó, cảm ơn những người mẹ tuyệt vời của chúng ta, ngày này sẽ là ngày đặc biệt dành cho mẹ. Đúng. Thì nãy giờ cũng được các bạn chúc mừng sinh nhật, cắt bánh kem, ăn bánh kem xong rồi thì các bạn tặng quà. Thì Khánh thì món quà sơ sơ vậy cho vợ. Với cả là bọn em cũng sinh nhật nhưng mà không có tổ chức gì ăn uống hay là đi đâu chơi hết. Bởi vì là tối nay vợ chồng em có một cái chương trình live stream đặc biệt, đó là nhân dịp sinh nhật của vợ em. Nên là bọn em vẫn đang ở chỗ làm để tối nay live stream. Đây, em mới chuẩn bị cái phòng live xong. Đây, vợ em phải đang quét cái rác, bởi vì là mới lắp thêm hệ thống đèn cho nó sáng. Đó. Ở trên này em mới lắp hệ thống đèn để tối nay phục vụ buổi live stream. Mới lắp hết hết 3,5 triệu, gần 4 triệu tiền đèn đó. Ủa dữ hơn hả? Ừ. Một cái bóng như vậy 340 gần 400 rồi. Thế hả? Cao vậy em tưởng. Rồi cái background này cũng vợ hôm qua đặt bao nhiêu? 2 triệu. 2 triệu mấy. Đó, đầu tư để chiều nay tổ chức buổi livestream. Rồi. Ở đây là cái chữ ngược nha. Cái chữ này khi cả nhà mình xem qua màn hình thì nó bị ngược, bởi vì là khi tụi em livestream thì sẽ dùng cái điện thoại quay ngược màn hình lại thì sẽ thấy cái chữ là happy hả? Khi quay lại thì cái chữ này nó sẽ chỉ là happy birthday Khánh Thương 16 tháng 8 và 19 tháng 8. Hai vợ chồng là 2 ngày gần nhau. Mọi người cũng hay bất ngờ là ủa hai đứa này sao nó cứ đứa là 16, đứa là 19, ta hai đứa sát ngày là 16 tháng 8 và 19 tháng 8. Thì trời sinh một cặp rồi quý chứ nhỉ. May là hai đứa trùng ngày nữa đó. Cái thì tối nay sẽ có một buổi livestream về ưu đãi của các sản phẩm. Đó, đây vợ em chuẩn bị các sản phẩm đây. À, đây. Đó thì đây là công việc của hai vợ chồng em hàng ngày. Ở đây làm việc rồi livestream, như là nhà em có bộ dao đồ này nè, cô dì chú anh chị hay cũng được ủng hộ rất là nhiều luôn. Đặc biệt vừa trước Khánh đăng cái clip mà Khánh chặt gà có bị bộ dao này nè, rất là nhiều cô chú anh chị gọi để mua. Dạ. Đó thì cô chú anh chị nào mà cần bộ dao bếp thì có thể mua nhé. Bộ này là có 4 con này, dao chặt, dao thái, dao lọc và dao trái cây. Đó, cán gỗ mun nha. Một bộ như vậy thì bên em bán 370.000 thôi. Thì ở đây những con dao bọn em đều khắc chữ Đình Cánh Shop hết. Đó là thương hiệu của vợ chồng em đấy. Nên cả nhà mình có cần thì mua nha. Ngoài ra thì cũng có ngũ cốc này. Đó, đây là bột ngũ cốc dinh dưỡng Tony Food này. Đây là những cái ngũ cốc làm từ các loại hạt dinh dưỡng á. Mình uống mỗi ngày rất là tốt. Cái này là thương hiệu bọn em đặt hàng để mà làm luôn. Thương hiệu riêng thì cũng có trà này, trà gạo lứt. Đấy. Những cái này là hàng thuần thiên nhiên nên cô dì chú anh chị lớn tuổi đều có thể sử dụng. Cái này là trà gạo lứt vị cola ngọt và nó làm giúp cho thanh nhiệt, mình uống lúc nào cũng được, mình thư giãn, mình lai rai hay là mình muốn là thanh lọc cơ thể đâu á, mình uống cái loại trà này. Thật ra cái này tụi em hay bán trên Facebook cái nhân chứ không ít khi giới thiệu cho cô dì chính trên này. Cái này là công việc nhiều khi quay cho cô dì chú anh chị xem á. Đây ngoài ra còn dầu gội này, dầu gội rồi serum dưỡng da yến đấy, yến ở đây. Nhà em thì cô dì chú bác hỏi công việc Khánh giọng này nào, làm gì, có nhiều bảo Khánh có làm gì không. Đó thì công việc của em là chỉ là bán hàng online thôi. Đây là yến này, đây là miến, đây là bún khô nhé, đây là sợi bún khô. Đây là bún khô mình có thể là ăn hàng ngày cũng được, rất là nhiều sản phẩm nhé. Đó, yến rồi bún rồi kem răng rồi đồ tiêu dùng nhớ. Đây cho cả nhà mình xem đồ tiêu dùng này. Nhà em Khánh là bán nhiều thứ lắm, có nhiều cô chú anh chị hỏi Khánh ơi Khánh bán cái gì. Bây giờ không biết phải nói bán cái gì cả, bởi vì là mình bán nhiều thứ quá. Đó, chẳng hạn như là giấy thơm này, ủ tóc này, máy sấy tóc này. Đó, đây là cái máy sấy tóc này. Đó, nhiều mặt hàng lắm cô chú anh chị. Đây là cái quầy trang bày sản phẩm để livestream ấy. Đó. Đây không phải cửa hàng các cô chú anh chị, mình trưng bày để mình khi mình livestream khách hỏi cái gì mình lấy sản phẩm ra để mình giới thiệu thôi, chứ không phải là cửa hàng các cô chú anh chị ạ. Đó. Tinh dầu bồn cầu, hạt nêm, gà, hạt kem Nhật, rồi viên uống về khớp, rồi kem dưỡng mắt, trời ơi, dầu gội thì đủ hết. Đủ kiểu nha cả nhà mình. Còn đây cái ngoài kho này thì anh quay cả nhà mình xem luôn.
Kho đang bừa bộn lắm. Bừa bộn kệ, cứ ra cho cả nhà mình xem. Đây ngoài này là kho hàng á. Kho để hàng hóa ra vô shipper họ lấy. Đó, ngoài này thì các anh đang giao hàng này. Đây là một cái chỗ mà Khánh thuê để làm việc. Đó, ngoài kia là xe giao hàng tới. Đó. Ngoài thì hơi tối nha mọi người. Đó. Ở kia là cái hàng họ giao tới để mình bán, công ty gửi sang. Đây là hàng hóa này, hàng từ Hà Nội gửi vào này. Nhiều sản phẩm lắm. Nói chung là các sản phẩm Khánh bán thì đa số là đồ gia dụng. Như là đây là bếp nướng này. Đây là bếp nướng này. Đó. Chưa bóc luôn, chưa khui hàng luôn. Đó, để xem có gì giới thiệu cho cả nhà mình không. Đây là máy xay này, đây là máy xay thịt này. Anh Bảo lấy cho em một cái máy xay thịt anh Bảo. Máy xay thịt. Còn đây. Đây là cái gì ta? Đây là gì anh Bảo? Bộ ly này. Ly chén. Máy xay thịt. Đây, máy xay thịt đây. Giao cái gì sao anh? Đây là hả? Giao hả? Là máy xay thịt này. Đó. Nhiều sản phẩm lắm cả nhà. Ông Khánh thì bán đồ gia dụng là đồ tiêu dùng hàng ngày. Đó, giao đồ siêu thịt. Còn đây là trong này chủ yếu cũng là đồ gia dụng hết đó. Thì cả nhà mình ai cần gì thì cứ gọi cho em Khánh hỏi. Em Khánh sẽ giới thiệu cho cả nhà mình. Ai cần mua gì thì ủng hộ nha. Rồi thì bây giờ Khánh sẽ chuẩn bị các sản phẩm, đưa các sản phẩm vào trong này. Tối nay sẽ có những cái gì mình sẽ giới thiệu lên. Rồi mình sẽ bán hàng qua online. Đó. Chiều nay thì Miu cũng sẽ qua đây với ba mẹ để lên live stream luôn. Miu sẽ qua chơi nên là có gì Khánh sẽ cho cả nhà xem. Bé Miu tối nay qua đây chơi. Ok cả nhà mình nhá, thì có gì Khánh sẽ quay tiếp cho cả nhà mình xem. Xin chào cả nhà, thì đèn đồ thì Khánh cũng đã setup xong rồi. Bây giờ chỉ có đợi đúng giờ là live stream mà thôi. Đó, không gian thì đã xong hết rồi. Đó, bây giờ thì đang đợi bé Miu qua. Bé Miu thì bà ngoại đang đưa qua đây cả nhà mình để chút rồi em Miu lên cho nó vui. Đó, còn đây thì mẹ thương đang trang điểm. Tối nay hơi đặc biệt chút nên là Thương sẽ trang điểm xíu cho nổi bật hơn những người khác xíu. Đúng không em? Hay là xấu quá nên phải trang điểm? Như anh đâu cần phải trang điểm đâu. Chứng tỏ mình tự tin với nhan sắc của mình rồi đúng không? Không, nói cho phụ nữ là phải tự tin, phải trang điểm mới tự tin được. Đúng không em? Đúng không? Đúng. Rồi, còn bây giờ Khánh sẽ đi ra ngoài để đón Miu, chắc là gần tới rồi. Tối nay Miu cần qua là vui ạ. Chị bị bong bóng ra để cho nó chờ, có cái bong bóng ra để chờ rồi. Miu là... Miu thích cái dàn bong bóng này này. Nên là chút nữa em Miu qua chắc sẽ thích cái dàn bong bóng này. Happy birthday Khánh Thương. 16 tháng 8, 19 tháng 8. Hai vợ chồng Khánh cùng sinh tháng 8. Rồi, nói chung là sân khấu để tối nay diễn đã xong rồi. Đèn đuốc các kiểu đây. Đây là chút nữa bật lên sẽ sáng nha. Đây là chút nữa bật xong sẽ sáng. Đây có một cái hình em Miu. Đây là cái hình đợt Khánh làm, hình chibi làm đợt thôi nôi 1 tuổi của bé Gia Hân. Đó, đem về cất đây làm kỷ niệm. Rồi, ok bây giờ mình sẽ ra xem bé Miu tới chưa. Em Miu tới rồi đây. Không ta, đúng rồi, Khánh đặt xe này mà. Mình vào thử xem nha. Đây rồi, trả tiền chứ mày. Đấy, đây con, để con rửa tiền. Dạ, cảm ơn anh. Bà đâu? Đây, em Mon đây, em Miu đây, em Miu đây. Bà nội với bà ngoại dẫn sang này. Con tìm mẹ. Tìm mẹ phải không? Mẹ đâu Miu? Mẹ đâu? Mẹ đâu ta? Wow, tới nơi rồi. Tới nơi rồi. Mẹ đâu? Mẹ đâu ta? Em Miu chắc lần này lần thứ 2, lần thứ 3 gì. Cho bảo kìa. Cho bảo kìa. Đấy. Cho bảo. Con này. Không nổi. Tay mình khuấy mà muốn. Đây khoanh tay lại. Lạ lắm. Mẹ đâu? Mẹ đâu ta? Đi ra
Mẹ đâu? Mẹ đâu ta? Mẹ đâu Miêu? Mẹ đâu? Mẹ hả? Phải mẹ đó không? Bất ngờ đấy. Ai cũng cơ mẹ hả? Ai cũng cơ mẹ hả? Miêu có trang điểm không? Bong bóng rồi Miêu, bong bóng sau lưng kìa. Bong bóng còn chưa đi rồi đâu. Bong bóng kìa. Thả xuống cho Miêu chạy lại cái nào. Bong bóng đâu? Bà nội đánh cái nào? Bà nội đánh cái nào? À, bong bóng đâu? Bong bóng đâu? Ở đây hả? Ôi trời, ai da, ai da. Ai da. Ai da. Chưa, Hòa Hương chưa tới. Cho bóng đây hả? Ở đà. Đã ta. Miu, Miu là ăn cháo rồi bà. Mẹ, Miu ăn cháo rồi. Chờ chiều giờ á. Chiều giờ á. Hả? Chào cô chưa? Ôi rớt đồ cô kìa. Rớt đồ cô kìa. Tí live stream ba mẹ nha. Hả? Tí live stream ba mẹ nha. Mưa đó. Yeah. Mẹ đâu? Mẹ Miêu đâu? Yeah. Yeah, ai nữa? Yeah. Dạ. Yeah. Ai kia? Ai kia? Ừ, ai kia? Ai ấy? Bà ngoại lấy cái hình kia xem nó có thấy không? Ai? Ừ, ai kia? Ai kia? Không ăn đâu, không ăn đâu. Đó, chuyện đó. Ai đó? Ai đó? Ai đó? Ai lại hỏi xem? Ai ấy? Đây ai ấy? Đây. Ai ta? Để thử mấy mẹ cái. Ai ta? Ai ấy? Ai giống mình ta? Hử? Ai á? Cái nền này nó trơn á. Ừ. Chào bong bóng hả? Bóng hả? Bong bóng đó hả? Lấy cái thôi, bong bóng nhỏ kia hả? 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 Có bong bóng nhỏ kia. Nền nó hơi trơn. Đẹp không? Miêu thấy đẹp không? Hử? Tí nữa live stream với ba nha. Bóng đâu? Bóng đâu? Sợ. Ai chà, ai chà. Nền trơn á, nền gạch trơn. Đó, thấy chưa? Nền trơn á. Ừ, cái gạch này nó trơn á. Ghép cũng trơn á. Rồi, Miêu đã qua, bây giờ sẽ chuẩn bị cho buổi live stream. Miêu hài ước thiệt luôn á. Ở ngoài đó hả? Chú bảo hả? À, xem mẹ tô mẹ. Son kìa. Mẹ tô son kìa. Hey, hay hè. Mẹ tô nhìn Miêu cười ấy. Mẹ tô gì Miêu cười ta? Ấy hả? Mẹ tô gì ấy? Hay à? Tô gì hay cái đó? Ồ. Đẹp quá. Đẹp quá. Cô trang điểm hả? Cô tô gì đỏ chót mồm mẹ ta? Sân khấu rồi, xong chưa? Ở nay thì có cả em Hoàng Hương sang phụ để live stream nữa. Miêu vừa đang thay đồ. Đó, thay đồ để chuẩn bị diễn rồi. Chuẩn bị lên sân khấu nhảy sập sinh. Ok, thì bây giờ Khánh sẽ tranh thủ để live stream với cả nhà mình nha. Rồi chút xong việc Khánh sẽ quay tiếp cho cả nhà mình xem nha. Cả nhà mình thấy Miêu bất ngờ chưa nhỉ? Đứa nè. Con gà nó kêu sao? Rồi, sau khi kết thúc buổi live stream tối ngày hôm nay, Thương cảm nhận sao em? Dạ, càng hết rồi. Đây, nói chung là bây giờ là 10 giờ rưỡi rồi cả nhà mình ơi. Thì chương trình live stream của vợ chồng em cũng đã kết thúc. Hôm nay thì có Thương, có Mon, có Miêu, em Hòa, em Hương. Đó, hai mẹ qua hỗ trợ. Nói chung là phiên live hôm nay cũng khá là ok, thành công.
đúng không, thành công đúng không? Đúng. Vỗ tay. Nói chung là Miu ơi, Miu ơi, Miu ơi. Đấy. Miu vỗ tay cho ba nào. Yeah, hôm nay thành công rồi. Hôm nay được cô dì chú bác anh chị mua nhiều hàng quá ta. Miu có tiền sửa rồi. Nói chung là hôm nay là một cái chương trình live stream đặc biệt đấy, nên là cô dì chú anh chị cũng vào mua ủng hộ nhiều. Đó, giờ cũng 10:30 rồi, gia đình em là hôm nay là qua đây là ủng hộ cho hai vợ chồng ấy. Đấy. Ok, hôm nay sinh nhật em thì em có lời gì muốn chia sẻ không? Thì nhân dịp sinh nhật lần thứ 18 cộng 10 của em Thương, em Thương cũng gửi lời cảm ơn cô dì chú anh chị đã yêu quý và đồng hành cùng với gia đình nhà Khánh Thương suốt trên chặng đường qua và gửi những cái lời chúc sinh nhật tới em Thương. Thì em Thương nhân hiện nay cảm ơn cô dì chú anh chị chứ không biết nói gì nhiều hơn. Rồi. Thì chúc cô dì chú anh chị luôn vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trên hành trình của cuộc đời mình. Rồi. Ok, vậy bây giờ chúng ta tạm biệt nhau để đi về ha. Rồi, xin chào.